Chào các đồng chí, hôm nay chúng ta sẽ nấu món kho quẹt siêu siêu quá đơn giản, gồm có tóp mờ và tôm khô đã ngâm mềm. Tóp mờ thì rán đi để cho hăn tóp vừa vừa thôi, đừng có tóp quá hăn mất ngon. Chát bớt mờ đi thì bỏ hành thái nữa vô, đào cho hăn vàng thì không vàng được, đừng cứ vô bùng cả thế nè. Đó, xong rồi bỏ đường. Bỏ đường thì như mình đấy là mình bỏ 3 thìa đường. Tuy gia đình mà không thích ăn ngọt quá thì các đồng chí có thể giảm bớt nhá. Xong đào như kiểu ta thẳng đường á, hắn sánh tay đó ta, đỏ hắn đổi màu canh rán đó nè, đấy là được. Bỏ nước mắm vào, những cái lượng nước mắm đi mình bỏ sẽ hơi đầm đầm một chút, để tí nữa là sẽ đang con luộc rau để bỏ vô nữa. Ôi đoàn đi là tắt bếp một tí rồi này, cho đây vừa quay phím thì vừa đảo thì vừa tắt bếp rồi vừa lấy dụng cụ đi, lâu lắm hắn chạy cha đi. Rồi đoàn đi tắt bếp đây này, xong đây bỏ tôm khô vô để đảo đều rồi nè. Xong rồi bỏ ớt cái tiêu thiệt ký vô để cho hắn tạo cái vị cay cho ngon. Cái nó cắt ra mới ngon ạ. Rồi bỏ nước. Bỏ nước đi, bỏ tiêu đi, xong rồi đun lên cho hắn sôi, cho hắn kia sánh thôi. Để là xong hoàn thành thôi. Đơn giản. Tôi lúc nào cũng chỉ nấu những món siêu siêu đơn giản với phức tạp tướng mình được. Xong rồi, sánh rồi đó. Rồi bỏ ra ra ngoài đòi thôi. Luộc một cái đòi rau thật to rồi mà chậm cũng phải hẳn ăn cho ngon. Mấy đứa con nít nhà mình cứ toàn ăn chắc với cơm không thôi, nó ăn rau luôn. Mời các đồng chí nha.